máy triệt lông lạnh IBL Hair Removal làm đều màu da, không gây đau rát. Hướng dẫn sử dụng. Bước 1. Cạo sạch lông vùng cần triệt. Bước 2. Đeo kính râm bảo vệ mắt. Bước 3. Cắm điện. Bước 4. Chọn chế độ phù hợp để triệt lông. Việc triệt lông tại nhà sẽ giúp giảm chi phí. Đây là lý do vì sao các chị em mình nên sở hữu một chiếc máy triệt lông.